Vài ngày sau khi nguồn nước ở tiểu bang Virginia bị nhiễm hóa chất, thống đốc bang ông Earl Ray Tomlin khẳng định việc làm sạch nguồn nước tại Charleston đang đi đúng hướng. Hơn 300.000 người dân bang Tây Virginia đã không được uống nước sạch kể từ 4 ngày nay do nguồn nước ở đây bị nhiễm hóa chất rò rỉ. Thiếu tướng James Horrier của vệ binh Tây Virginia cho biết tình hình có tiến triển, nhưng các quan chức không thể nói khi nào thì lệnh cấm sử dụng nước sẽ được dỡ bỏ trong chính quận và thủ phủ Charleston. Khoảng 5.000 gallon, tương đương với 18.927 lít hóa chất công nghiệp đã bị rò rỉ vào sông Elk vào ngày 9 tháng 1. Bà Karen Bowling, Bộ trưởng Y tế và Nguồn lực bang Tây Virginia cho biết, loại hóa chất rò rỉ là MCHM do công ty Freedom Industries sản xuất để dành cho công nghiệp mỏ, thép và xi măng. Bà cho biết hiện vẫn còn 10 người được điều trị khi có triệu chứng nhiễm độc, nhưng không ai trong số họ trong tình trạng nguy hiểm. 169 bệnh nhân khác đã được xuất viện. Triệu chứng nhiễm độc bao gồm ói mửa, tiêu chảy, phát ban. Các trường học trong vùng đã được mở cửa trở lại, nhưng thống đốc Tom Bling nhắc nhở người dân rằng tình trạng khẩn cấp vẫn chưa được dỡ bỏ và họ không nên sử dụng nguồn nước cho đến khi được tuyên bố an toàn. Trong khi đó, thì chính quyền bang đã cung cấp một sơ đồ nêu rõ là khu vực nào không bị ảnh hưởng bởi rò rỉ.